Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, tương ứng với từng tội danh, các đối tượng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các đối tượng sau khi gây án lại được miễn truy cứu hình sự nhờ kim bài miễn tử mang tên bệnh án tâm thần. Vậy tình trạng làm giả giám định tâm thần để thoát tội đang diễn ra phức tạp như thế nào và hậu quả của hành vi này đối với xã hội ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong tiểu mục vấn đề hôm nay ngay sau đây. Ngày 9 tháng 8 năm 2018, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra và phát hiện một đường dây chạy bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra xử lý của cơ quan công an. Theo đó, một đối tượng giang hồ cộm cán bỏ ra 85 triệu đồng cho kết luận bị tâm thần phân liệt thể quan tưởng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cấp. Phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và một kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng bị khởi tố và bắt tạm giam. Dù việc đã làm dấy lên lo ngại về việc bỏ lọt tội phạm do các đối tượng phạm pháp làm giả bệnh án tâm thần hòng thoát tội. Rõ ràng, người tâm thần phạm tội hay người phạm tội chạy án tâm thần đều khiến xã hội bất an. Việc giả mạo bệnh án tâm thần không đơn thuần là sai phạm nghề nghiệp, vi phạm đạo đức, mà là hành vi tiếp tay bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật, và đó cũng là tội ác. Đây là một cái hành động mà rất là đáng lên án và phải tìm cách ngăn chặn ngay. Cái chuyện mua bán đủ thứ như bây giờ thì nó đã diễn ra là khá phổ biến. Nhưng mà không vì cái sự phổ biến đó mà chúng ta làm quen với cái hành vi đó. Cái hành vi đó nó có thể để lại một cái hậu quả rất là lớn cho những cái việc, cho những người xử lý sau này. Cho nên tôi nghĩ là cái việc cấp thiết bây giờ là phải tìm mọi cách ngăn chặn ngay những cái hành vi như vậy. Thực tế, thời gian qua, đã có không ít vụ án từ ít nghiêm trọng cho tới nghiêm trọng xảy ra, nhưng thủ phạm vẫn dễ dàng thoát tội nhờ tấm kim bài miễn tử mang tên bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, nhiều vụ việc lại gây bức xúc trong dư luận, bởi trước khi gây án, đối tượng hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí, có trường hợp thủ phạm giết người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì mắc bệnh tâm thần, vẫn ngang nhiên thi lấy bằng lái xe ô tô, rồi mua súng giết người lần thứ hai. Điều này cho thấy, quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mắc bệnh tâm thần đã và đang trở thành kẽ hở khiến tội phạm tìm cách để thoát tội. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta qua thông tin báo chí chúng ta có thể thấy rằng có một số vụ việc có những đối tượng đã chạy được cái giấy giám định tâm thần và chứng minh mình là bị tâm thần, hoặc là người thân cũng cố tình để tìm mọi cách để chứng minh con em mình bị tâm thần để miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Và tôi cho rằng đây là một cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội chúng ta hiện nay. Và cái điều tiêu cực này nó xuất phát từ cái hoạt động của các cơ quan quản lý. Có thể khẳng định rằng việc lợi dụng bị bệnh tâm thần để chạy tội, chạy án là rất nguy hiểm. Điều này không những gây ra tình trạng nhân luật, coi thường pháp luật của những kẻ phạm tội, mà cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng quan sai, bỏ lọt tội phạm, tạo kẽ hở để chạy án, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Một đối tượng có thể chạy bệnh án đã đồng nghĩa với việc bỏ lọt tội, bỏ lọt người gây nguy hiểm đối với xã hội. Vậy nếu con số này cao hơn thì sẽ còn có bao nhiêu tên tội phạm gây án xong vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Đây là câu hỏi rất cần sự giải đáp của các cơ quan chức năng trong thời gian tới. Thưa quý vị, những kẻ phạm tội là mối nguy hiểm cho xã hội lại tìm mọi cách để gắn lên mình căn bệnh tâm thần, mong có thể thoát tội một cách ngoạn mục. Nếu không bị phát giác và xử lý kịp thời, e rằng những tên tội phạm nguy hiểm này sẽ tiếp tục gây nên sự bất an cho người dân và là thách thức lớn đối với cơ quan chức năng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thảo Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.